Hello mọi người, xin chào đã trở lại với kênh Xin Chào Houston. Thì mình đang quay là cái con ong bầu. Con ong bầu nó vào trong cái giàn của mình, nó làm cái tổ. Thì ở đây là nó có cái lỗ nè. Nó chung vào đây. Rồi nó bên đây nó cũng đục thêm một cái lỗ nữa. Đó, thì con ong bầu nó có hai cái lỗ, bây giờ nó đang đục cái lỗ khác ở bên kia. Thì đây mình có hiện tại ở trong cái vườn của mình là có tới 3 con ong bầu lận. Thì đây cũng có một cái lỗ nữa. Thì có cái con ong bầu nó đang ở trong cái tổ này nè, mà chắc các bạn không thấy được đâu. Nó tối đó, nó đang ở trong đó. Ok, thì thưa các bạn, thì trong cái video lần này thì mình sẽ quay, đây là cái đồ để mà mình tưới nước đó, mà nó mình có mua một cái ở trên mạng đó, nó gắn vào trong cái bình nước đó, xong nó chút xuống để cho nó ra cái nước rỉ rỉ đó. Mà mua cái đó về xong rồi xài không có được, tại vì bỏ cái bình này vào nó nặng quá, cái nó ngã, cho nên phải chế ra cái này, phải gắn nó vào trong cái ống PVC. Thì đây là hiện tại thì mình đang làm, mình thử coi thử nó bao lâu mình có thể tưới được một cái bình như vậy, là tưới được bao lâu. Thì cái bình này á thì mình làm tưới được trong vòng 50 phút. Cái bình bên đây thì nó lâu hơn một chút xíu, cái này là 1 tiếng rưỡi rồi đây. Thì mình làm nó khác nhau một chút xíu, thì lát nữa mình sẽ chỉ các bạn cách làm như thế nào. Thì đây là cái cách mà mình làm. Thì mình làm như vậy là để cho nó bớt cái tưới nước đi, nắng quá, tưới sơ sơ thôi rồi cái mình bắt đầu mình đổ nước vào đây tự động cho nó ban ngày nó rỉ ra. Thì trước đây là làm như thế này, trước đây là làm cái bình như vậy, bắt đầu mình mở cái nắp ra, mình làm cái lỗ nhỏ nhỏ ở dưới, bắt đầu mình cắm vào đây thôi. Thì các bạn thấy là nước ở chỗ này nó ẩm nè, thì lúc nào nó cũng rỉ nước ra, bắt đầu cắt cái đít một chút xíu và đổ nước vào đây. Thì làm như vậy nhưng mà cái bình này nó nhỏ quá, ok, bắt đầu phải làm cái bình, mà làm cái bình mới, làm cái bình bự như vậy. Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái cách mình làm. Nên để nó lại trong vườn mình không, thì người ta nói là con ong bầu nó tốt mà thấy nó cắn cái vàng. Thì đây ok, thì sẵn đây để cho mọi người xem cái vườn của mình làm tới đâu. Thì bên đây là trồng cái rau thơm, rau muống, bên kia thủy canh nha. Thì bên đây cũng rau muống nè, đây cũng rau muống, đó cũng rau muống. Thì đây là rau muống, còn cái này là cái nước mưa, cái này là cái thủy canh. Đó, rễ ở dưới. Đó. Còn bên vườn bên đây, chỗ đó là đang ươm đu đủ nè. Bên đây thì cây nó cũng mới bắt đầu bắt đất ra, bắt rễ à. Thì cái này đang lên nè. Còn mấy cái đậu này thì bây giờ nó mới bò lên vàng à, thì cũng chưa có ăn được đâu. Rau đắng, cái này là rau đắng. Ok, để đi ngược lại, cái này là thanh long này. Mình hỏi mọi người chút xíu nha, tại mình làm mình ươm nó lên, nó bắt đầu nó ra mấy cái nụ vậy nè. Cái mình nghe người nào nói nó là phải cắt đi, tại nó còn nhỏ quá, cái cắt nó đi bỏ đi. Nhưng mà cái cây này nó ra là 3-4 cái nụ rồi nè. Bây giờ cái này cái mọi người thấy ở đây nè, đó nó có ra thêm một cái nụ nữa rồi. Thì không biết là mấy cái này nên để lại hay là cắt nó đi. Thì mọi người ai làm vườn mà trồng mấy cái này rồi thì cho mình biết ý kiến. Ok, alright, thì bây giờ đi vào đây để mà mình bắt đầu chỉ mọi người làm cái này như thế nào. Ok, ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái cách mà mình làm ra một cái như thế này. Thì cái này là nó chưa xong đâu, tại cái này mình phải cắt cái phần đuôi nữa. Ok, thì sẽ làm giống như thế này. Thì trước tiên là các bạn cần cái gì ấy? Các bạn cần một cái chai, một cái 2 liter. Nhưng mà các bạn thấy cái này không, cái này là nó cong như thế này nè. Thì nếu mà các bạn có thể thì nên chọn những cái chai mà nó thẳng như vậy nè. Ok, còn những cái chai này ấy, thì nó hơi khó một chút xíu, tại lúc đó mình cắt cái phần này đi á, mình bỏ nó ngược lại á, thì nó không có vào được cái chỗ này, nó nhỏ, cho nên mình phải cắt sâu xuống dưới này. Còn nếu mà các bạn có thể thì nên kiếm những cái chai dài như thế này.
thì những cái chai đó là những cái chai Pepsi đó, thì nó thẳng. Còn mấy cái chai Coke đồ này kia đó, những chai Dr. Pepper thì nó thường nó cong như vậy. Ok. À, thì trước tiên á là như thế này. Thì cái điều đầu tiên mình làm á là mở cái nắp ra và cắt cái phần này đi. Ok. Cái vòng này nè, lấy cái phần này ra. À, nó dễ lấy ra thôi. Nếu mà các bạn không có cái đồ để mà cắt nó ra đó, giống như thế này đó, thì các bạn có thể lấy con dao mà cậy nó lên thì nó cũng ra được thôi. Ok. Xong xong rồi các bạn dùng một cái khoan, cái đầu nó rất là nhỏ, thì cái đầu mà nhỏ nhất mà các bạn có thể á, ok, thì đầu bằng chừng đầu của cái tăm sỉa răng thôi. Ok. Thì cái mình khoan cái lỗ nhỏ như vậy thôi. Thì các bạn khoan cái lỗ càng nhỏ thì càng tốt, tại vì nước nó sẽ nhỏ ra ít. Ok, nếu mà cái lỗ bự thì nước nó sẽ nhỏ ra nhiều. Ok, thì đó, thứ nhất là xong. À, thứ hai bây giờ các bạn cần một cái ống PVC. Thì cái này là cái loại 1 inch. Ở ngoài Home Depot các bạn có thể mua được có 1 inch. Và mình cắt cái này chừng khoảng một găng tay thôi à. Ok. Thì cái này khi mà các bạn cắm xuống đất thì nó sẽ xuống dưới đất được và nó giữ cái bình lại. Cái bình này khi mà có nhiều nước nó rất là nặng. Thì như lúc trước mình có nói là mình mua ở trên mạng, cái đồ ở trên mạng nó bán đó, mua về, nhưng mà mua về xong cắm vào dưới đất rồi nó ngã. Ok. Cái này thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cái chỗ này cho nó mềm đi rồi mình mới bỏ cái này vào được. Thì muốn làm như vậy á thì có một cái heat gun. Thì cái này ở ngoài Home Depot bán chừng 23-24 đô. Nếu mà các bạn không có cái này á thì tạm thời xài cái hair dryer cũng được. Ok. Thì bây giờ mình sẽ làm cho nó mềm đi. Thì cũng không có cần phải lâu lắm đâu. Nó cũng rất là nhanh mà mềm đi. Thì các bạn quay cho nó đều như vậy để cho nó dễ. Nếu mà các bạn làm rồi bắt đầu gắn cái bình vào mà nó không chịu vào thì có thể tháo ra bắt đầu làm lại một lần nữa thì nó sẽ được. Cái này cũng dễ biết lắm, các bạn nhìn là các bạn bắt đầu thấy nó có cái ngã cái màu vàng vàng chút xíu, nó cháy vài chỗ thì như vậy là nó được rồi đó. Và song song đó thì các bạn làm cái này là bạn cần một cái tô nước để bên cạnh, ok, hoặc là cái vòi nước để bên cạnh. Còn nếu như mà các bạn có cái air compressor thì các bạn xài cái đó. Bây giờ mình lấy cái này bắt đầu mình đẩy nó vào. Các bạn thấy là nó rất là dễ vào nào. Ok. Oops. Bây giờ thì nó rất là dễ vào tại nó mềm đó. Ok. Thì bây giờ là nếu mà có cái air compressor thì thổi cái hơi lạnh lên á thì nó sẽ cứng lại. Còn nếu mà không á thì giống như mình nè, lấy một cái tô nước xong rồi bắt đầu đổ nước lên là tự động cái chỗ này nó lạnh đi á. Cái nóng gặp lạnh nó sẽ cứng lại. Thì như vậy nó sẽ giữ cái bình đó. Nó sẽ giữ cái bình trong đó. Ok. Thì đây tới đây là có thể là xong cái phần này rồi. Nhưng mà mình á thì mình khác một chút xíu là mình khoan cái lỗ ở đây rồi mình bắn vào một con ốc nữa. Tại mình muốn làm như vậy thì cho nó chắc chắn. Tại mình có làm vài cái và cũng có nhiều cái nó cứng rồi, nhưng mà một lúc sau á nó lỏng ra lại. Thì các bạn biết là ở Houston trời nó nóng á, cái này có thể nó mềm ra lại. Thì mình bắn một con ốc. Cái con ốc này thì bắn con ốc nhỏ thôi, rất là nhỏ thôi. Cái này mình dư lại cái con ốc mà mình hồi trước đây mình mua để mình làm cái girder á. Thì bây giờ nó có còn dư lại thì mình bắn nó vào. Ok. Thì như vậy là nó giữ cái này lại thì nó sẽ không bao giờ rớt ra. Ok. Thì đó là xong cái phần này rồi. Thì cái phần thứ hai, phần tiếp theo của cái này á là mình nước nó sẽ rỉ qua cái lỗ đó, nó sẽ chảy xuống dưới này. Ok. Mình sẽ làm một vài cái lỗ ở đây để mà khi mà cái lỗ nước nó chảy xuống á, nó thấm vào đây thì từ những cái lỗ này nó sẽ thấm qua đất của các bạn. Ok. Thì để làm cái đó thì mình làm cái lỗ lớn. Thì nếu mà các bạn có cái đầu dũa, cái đầu mình là xài cái đầu này là đầu 516, thì chừng 4 cái lỗ là được rồi các bạn. Thì đây là cái cổ của cái bình. Ok. Thì cách xuống dưới một chút xíu nữa rồi các bạn hãy đục cái lỗ, đừng có làm sát ở trên đây, làm sâu dưới này. Cái phần này là cái phần chôn ở dưới đất. Ok.
cần như vậy thôi. Ok, thì đây là bốn cái lỗ mình mới vừa đục đây, thì chỉ cần như vậy thôi thì nước nó bắt đầu nó nhỏ xuống đây, bắt đầu nó thấm vào đất thì nó sẽ thấm qua bên kia. Rồi, thì đó là như vậy. Thứ nhất, thứ hai, cái điều tiếp theo thưa các bạn là mình bắt đầu mình cắt cái đuôi này đi. Mình cắt cái đuôi này á là để mình đổ nước vào cho nó tiện, chứ bây giờ không có cách nào để mà đổ nước vào. Thật sự ra nếu mà lúc mà các bạn không có cần gắn con ốc này á thì các bạn có thể dặn nó ngược ra lại rồi đổ nước vào, nhưng mà làm như vậy nó hơi lâu. Ok, cho nên mình cắt cái phần đuôi này để mình unplug cái này đi cho nó safe. Ok, thì cắt cái phần đuôi này đi. Thì như mình nói, cái phần này á nó cong, nó có cái chỗ cong này á, cho nên các bạn phải cắt dưới cái chỗ cong một chút xíu để mà lúc mà các bạn để cái này vào thì nó có thể vào trong cái bình. Thì cái này là mình làm thêm thôi, chứ sáng giờ mình làm là mình làm 30 cái rồi. Thì lát mình sẽ quay cho các bạn xem 30 cái đó. Nếu mà các bạn có cái kéo thì làm cũng nhanh thôi. Ok, thì cái này như vậy. Và bây giờ các bạn mà nếu mà muốn thì các bạn có thể đục cái lỗ ở đây. Thì các bạn có thể ốp nó vào như vậy và đổ nước vào đây, nước sẽ chảy xuống cái phần dưới này. Thì cái này thì có thể làm như vậy, nhưng mà nếu mà các bạn xài cái đường này á, thì nó tiện hơn, không cần phải làm như vậy. Ok, thì bây giờ là coi như là gần xong rồi đó. Cái điều cuối cùng cần làm á là các bạn muốn nước nó chảy ra nhiều hay ít. Ok, nếu mà các bạn muốn nước nó chảy ra nhiều á thì cứ giữ như vậy thôi, nhưng mà nếu mà chảy ra nhiều thì nó không có tốt, tại vì mình muốn cái này nó giữ nước cho lâu. Ok, thì cái mình xài giống như nãy nói là có thể giữ được 1.5 tiếng đồng hồ đó. Ok, thì bây giờ mình lấy một miếng vải. Ok, bắt đầu mình nhét vào trong này. Thì nếu mà các bạn không có vải thì cứ xài cái áo quần cũ đó các bạn, còn nếu mà các bạn không có thì mấy cái mà đồ rửa chén đó, cái đó các bạn có thể cắt mấy cái sponge đó ra được. Ok, thì mình sẽ làm như vậy. Bây giờ mình đổ nước vào, nhưng mà mình có làm thêm một cái nữa là mình lấy đất đó, mình bỏ đất vào đây thì nó bịt bớt lại những cái lỗ này, thì nước nó chảy càng chậm thì nó thấm ra, thì lúc nào cái vườn của mình, cái gốc cây của mình nó cũng có nước, nó ẩm ẩm hết. Thì tất nhiên là các bạn tưới nước rồi, thì tưới nước buổi sáng bắt đầu đổ thêm nước vào đây thì nguyên một ngày đó thì lúc nào nó cũng có nước cho bạn ở ngoài cái cây. Ok, thì bây giờ chỉ là như vậy thôi. Bắt đầu mình đem đi, mình bỏ chỗ này. Ok, các bạn, thì bây giờ mình sẽ đem cái này mình cắm vào đây. Thì chỗ này là cái góc bí của mình. Thì mình sẽ cắm cái này xuống thì đất nó sẽ bắt đầu nó lên trên đây. Ok, mình muốn có đất ở trong cái ống này. Ok, nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể bỏ đất vào, nhưng mà mình chỉ cần đẩy xuống là nó có thể có đất ở trong đó rồi. Ok, nó hơi khó lần đầu tiên các bạn đẩy xuống á, dùng cái tay đẩy ở giữa nè. Ok, thì các bạn phải làm sao để cho cái này đất nó vào ở trong này. Ok, làm sao cho cái mấy cái lỗ này nó xuống ở dưới phía đất, phía dưới cái mặt đất của cái chỗ bạn trồng cây đó. Alright, thì đó như vậy. Rồi bắt đầu mình sẽ đổ nước vào trong đó. Như vậy là ở trong đó có nước. Thì như cái này là mình xài cái ống nó bầu bầu đó, phải làm như vậy nữa. Thì mình bắt đầu đổ nước ở lên ở phía trên, thì nó có nước ở trên nó sẽ chảy xuống dưới. Ok, thì tới một phần nào đó thì nó sẽ dừng như vậy, nó dừng lại. Thì cái đó là mình xài cái từ miếng vải không thôi, nhưng mà thật sự ra cái miếng vải mà mình có đây mọi người là nó rất là mỏng, các bạn có thể nhìn qua được đó. Ok, cho nên khi mà mình làm nó, mình sẽ làm một cái khác cho các bạn nha. Khi mình làm cái này á thì mình cũng làm y như vậy thôi. Nhưng mà lần này khi mà mình làm như vậy á, mình sẽ bỏ đất vào trong này. Thì cái đất này á nó sẽ làm, nó giữ lại những cái lỗ của miếng vải đó, nó sẽ làm cho nước nó chảy chậm hơn.
mình sẽ làm như vậy. Tại mình muốn lúc nào đất của mình nó cũng ẩm ẩm thôi. Okay. Thì chỉ là như vậy thôi. Thì mình lúc nào mình cũng sẽ có lúc nào mình cũng có sẽ có nước để mà cái cây cho nó, cái gốc cây nó ẩm. Ok. Thì đây là cái cách mình làm mấy cái đồ mình tưới cho cái vườn của mình. Ok. Thì chỉ là như vậy thôi thưa mọi người. Thì để coi lại coi con ong bầu nha. Con ong bầu thì nó vẫn còn đang làm ở trong kia. Không biết các bạn còn thấy nó không? Nó ở trong đó, chỗ đó đó. Chỗ cái lá cây chạy qua chạy lại. Thì đó là con ong bầu, nó cũng đang đục cái lỗ. Ok. Thì bên đây là những cái chỗ mình nói mình làm. Thì như có cái bè hát là có dàn bông bí, có con ong bầu sớm trường không nè. Đây nè, cái dàn bông bí là có con. Ok mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.